Hi, mình là Jun. Mọi người có biết bí quyết ăn nhiều mà không bị béo, không bị tăng cân của mình là gì không? Là mình đã ăn thật nhiều rau hoặc là salad mỗi ngày á. Salad thì không chỉ ngon miệng mà còn giảm cân, giảm stress và có một làn da căng mịn và đầy sức sống nữa. Vậy hôm nay mình sẽ làm món salad trộn vừa ngon vừa thanh mát mà mình vẫn thường hay ăn nha. Mà mình thấy món này ăn ngon, nấu gọn nữa thì mình chỉ cần rửa sạch các loại rau củ quả rồi thái nhỏ ra. Sau đó thì trộn chung với nước sốt là được. Nguyên liệu thì đơn giản rồi đúng không? Nhưng mà không thể thiếu trong các món salad của mình thì đó chính là rong nho Kibudo, vì nó có khá nhiều dưỡng chất tốt như là vitamin A, vitamin C, canxi, protein, axit béo. Rong nho thì mình sẽ ngâm với nước trong 4 phút rồi đem rửa sạch sau 2 đến 3 lần nước là được. Muốn ăn ngon giòn hơn nữa thì các bạn ngâm với nước đá nha. Cái này mình ăn không với nước sốt mè rang hoặc là ăn cùng với salad cũng ngon nữa. Và đây là thành quả món salad trộn giảm cân, đẹp da, đẹp dáng của mình. Mọi người ai có món salad nào ngon, tốt cho sức khỏe thì comment ở dưới chia sẻ cho mình nha. Mình chúc các bạn ngon miệng.